Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ thụy sĩ, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 90-95%. Size của đồng hồ là 34, cọc số La Mã, cọc số nổi mạ vàng. Ngay vị trí 12 giờ là thương hiệu của đồng hồ, ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Squid. Bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng, giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, thiết kế siêu mỏng, đẹp xuất sắc, rất là sang nha. Giá bán rất là mềm, chỉ vài trăm ngàn thôi. Các bác đã sở hữu một cái đồng hồ chuẩn xịn thụy sĩ để các bác đeo theo dõi giờ hàng ngày. Dây của đồng hồ này rất là dài nên các bác có trọng lượng từ 40kg cho tới 80kg vẫn đeo cái size dây này phù hợp. Em quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Cọc số La Mã, đồng hồ sử dụng pin, dây đờ mi. Mặt trong của đồng hồ dây cũng đẹp xuất sắc như vậy. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số seri của đồng hồ.